thú gì, ứng dụng VSSID trên thiết bị di động là một bước đột phá trong chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ứng dụng này giúp người tham gia chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, với nhiều tiện ích mang lại cho người tham gia. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh cũng đã tập trung đẩy mạnh việc hỗ trợ cài đặt VSSID cho các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và người dân, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ứng dụng này. Dạ, như những giai đoạn trước thì đến cuối năm thì cơ quan bảo hiểm mới phát tờ rời để mình biết chính xác cái thời gian tham gia của mình là bao nhiêu, mức lương như thế nào. Nhưng mà nhờ qua ứng dụng VSSID thì mình có thể theo dõi được hàng tháng công ty có đóng bảo hiểm cho mình hay không, có chậm đóng tháng nào, và cái mình theo dõi được cái mức lương hàng tháng của mình tham gia. Thì nhờ cái phần mềm này thì mình an toàn, mình an tâm hơn khi là làm việc ở công ty. Ứng dụng VSSID tôi đã hướng dẫn và cài đặt cho tất cả các anh chị em công nhân của công ty đã cài đặt hết rồi. Nhờ cái ứng dụng này thì mọi người có thể xem và coi được cái quá trình tham gia bảo hiểm của mình. Em cũng thấy cái ứng dụng VSSID này nó rất là tiện ích, nó rất là có lợi cho người lao động, nên tất cả mọi người nên cài cái ứng dụng này để mình kiểm tra được cái quá trình tham gia bảo hiểm, rồi kiểm tra được cái quá trình mà công ty đóng hàng tháng cho mình.